cameraman của Bao Lù là biết lái mấy cái các bạn ạ. Mấy cái. Thế ô tô không biết lái. Thằng nào dạy lái ô tô đấy. Ơi, bác friend tí chứ. Hả? Sì có gì sì. Làm chuyên đi cày cho cái thuê mà, ngày xưa mà. Yeah. Đó đấy. cái càng cày này này để đưa lên trang trại mà làm luôn nha các bạn. Bây giờ phải nhờ cái máy máy cẩu ra để xuống đất rồi bắt đầu lùi xe vào thì mới cày được. À mới lắp được. Cái nào trước, cái này trước. Không cái cày này. Cày chưa? Cày này, cày đất cày rễ chứ được. Ờ rồi, tâm rồi, tâm. Lê Văn Tâm ơi. Ta kì ra, cục phim mải ra. Cả xa đúng đấy. Này. Này, tất cả những giấy tờ xe ba càng ấy có biển số với gì các kiểu này. Cái này dễ hẹn ra thẻ cứng nha, có thẻ cứng, ra thẻ cứng đàng hoàng luôn. Mình gửi thêm cho anh này 10.000 là 260.000, với là 50.000 của anh Tiến đưa cho nữa là 301. 301 là bây giờ là hơn 500 đô rồi. Gần 700 đô rồi. Sí, 70. Aumentar 10 milica joya ya. Ele fala amigo, aumentar a toda la eu. Ya. Yeah. Obrigado, ya. Yeah? Nada. Yeah. Nada. Obrigado, ya. Yeah? Yeah. Valeu, ya. Yeah? Obrigado. Monta de bagaço. No te problema. Ya. Yeah. Ok nha các bạn. Hiện tại là bây giờ là tháo cái càng này nhá. Anh em mình tháo cái càng này ra rồi để lắp cái càng cày. Ok, mở ra em mở vô đây. Có mà bưng tới luôn. Lối xe anh thắng này. Ở đâu cân thẳng là được, ok. Rồi đi chạy xe. Anh cabin này là cameraman của Bao Lù là biết lái mấy cái các bạn ạ. Thế ô tô không biết lái. Thằng nào dạy lái ô tô đấy. Ơi, bác sa friend tí chứ. Hả? Sì có gì sì. Làm chuyên đi cày cho cái thuê mà, ngày xưa mà. Có nghe sì. Ui, sai ra kì, sai. Không mà ta mềm. Dạ. Đó vậy. Quá sợ. Đó vậy. Vâng. À bây giờ là sẽ thay cái càng này này. Thay cái càng. Cái càng cày này này để đưa lên trang trại mà làm luôn nha các bạn. Bây giờ là phải nhờ cái máy cẩu ra để xuống đất rồi bắt đầu lùi xe vào thì mới cày được. À mới lắp được. Cái nào trước, cái này trước. Không cái này. Cái chưa? Cái này cái đất cây rễ chứ đó. Cái này là bươi phải là như kiểu làm luộc ấy, anh trồng ngô đó chứ. Trồng ngô đó chứ, lúc mà đi làm cỏ ấy, à làm như kiểu rạch luồng để cho tấp ấy, ở cáo này, cáo luồng ngô ấy. Lúc này phải sắt. Sắt này thì không gảy được đâu. Hey, sao?
Vai, conduzi e dá tudo SUV. Conduzi, vai ali. Đấy, anh cabin biết lái các bạn ạ. Đấy, tí là cho mình cho lái lên đăng tải luôn. Mượn anh Đông lái lên đăng tải. Tại vì anh này là anh quay phim cho anh Đông bao lù. Đấy, trời, học nghề ba bé. Mấy anh đang ngạc nhiên, mấy tất cả anh em đang ngạc nhiên. Đấy, ba bé. Ba bé. Đó xe. Wow, thằng là quay phim cho anh Đông biệt lại. Ai thật đấy. Được đấy nhở. Chắc là thôi, anh đi tìm cameraman khác ấy để ông này ông làm cho farm nha các bạn. Đâu vài hôm nữa nói cả pin dạy anh Hầu với anh Tính ấy. Cho anh Tính với anh Hầu lái. Mình cũng biết lái cái này rồi mà. Có lẽ là để mình dạy cũng được, cái dễ lắm, đơn giản. Trường chứ. Nào là tu đủ về số. Lê vào mẹ tê cả rồi nhá. Lê vào ta về cô mổ, tu đủ với em. Thử nâng nha. Tại vì cái này là nguyên tắc của nó là chỉ có mấy cầu thôi. Đó. Đây đây. Một. Đây. Vậy, nó phát xả. Ồ, đây. Nặng. Nhân cái đầu này. Nặng. Cái này nguyên tắc của nó là chỉ có để ở dưới đất ấy, máy lùi vào lắp thôi, máy cầu đi. Cái này là cái dưới này kiểu cái chém này băm tơi. Băm tơi, cái đấy em hàn để lên luống ấy. Em hàn để ép luống ấy. Hàn phía sau đi ép luống này. Này cũng chất phết nhờ. Hả? Cũng chất phết đấy nhờ. Là lúc sáng bảo tôi biết lái mà mình không tin các bạn à, mình cũng liều, mình cũng đưa chìa khóa cho anh tự lái luôn. Đấy, xài. Rồi bây giờ là để chờ máy nhá, rồi sẽ cầu cái càng kia ra. Rồi cầu cái hạ càng này lên. Chảy lên trên nông trại này. Ờ, để lên đằng trại cho bảo vệ canh. Ở nhà thì có chỗ để. Ở nhà... Cái này mà có để ngoài đường cũng chịu đấy. Không trộm đâu. Không trộm được, nhưng mà nếu mà để ở nhà là bất tiện các bạn ạ. Khi mà đi cày lên đằng trại 20 cây, nếu mà chạy xe về chở đi ấy. Ui ui, cả ngày. Xe này chạy tối đa thì được 30 thôi, 30 đến 20 này. Đấy, lái chuẩn phết đấy nhở, đấy, trời. Lìa biết này. Đấy, lìa, lìa các kiểu con là điều luôn nhở. Rồi, ta vào ba à. Ta vào. Xê, vô tay. Đến ly này nhá. Đấy, về sổ cả kiểu đấy. Đấy. Kéo phanh tay. Demo. Nó chức năng dùng ô tô mà dùng ô tô vào con nhà số ấy. Hiện tại là bây giờ là mình chỉ chưa biết là cái mở sới ở đâu thôi, còn hà rồi nâng các kiểu để cày là biết rồi, chỉ sới là để mai mốt nhờ anh chuyên về sới. Cái này hai phanh mà anh. Hai phanh này. Này đấy, cái này là phanh này. Phanh ít này, phanh mảnh này. Hay. Thôi bây giờ chờ máy đến là cầu cái càng kia đặt xuống đây để mà chở đi nha, chở lên đăng tải nha các bạn. Cái này là cái gì đấy Gabi? Phanh tay thì nhiều chức năng lắm, chưa biết hết được đâu. Cái gì? Ok nha các bạn. Bây giờ là có xe cầu ra đây rồi. Bây giờ là sẽ cầu cái càng này ra. Càng cày này. Để mà lên cày luôn nha các bạn. Lên cày đất luôn, khai hoang luôn. Uầy, Subi Lebadekeli
đây 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 fill, đây fill on này. Yeah. Ấy xin nó vai đá. Entra uma. Vai đá. Ấy xin nó vai đá, ấy xin ta ba chúng muốn tụ ba su. À ya. Ê, levanta, ê. Nó vai amara. Vai amara. Amara. Ya, pera, pera, amara, ta amara. Kamu amara tu mancing. Agora amar. Sim. Levanta mais buco, levanta mais buco. Ya, tá bom. Amara, ama, hola. Sim. La amara está aqui, amara também aqui para levantar tudo junto. Aqui. Ah, ya. Để cột lại đấy nhá các bạn. Cột lại rồi nâng lên. Ya, mete ali, mete ali. Ah, no, no, ali. Ya, después entra, entra tú. Ê, bao lù đứng phía sau ấy, cho nặng nặng ấy. Bảo, bảo là bao lù đứng sau sau cho nặng nặng ấy. Mete đu rùa, rùa, rùa. Ta rùa. Đấy, bỏ cái càng ra phía ngoài ấy, tí chảy cái xe máy cày lại là lắp vào thôi. Dạ, ta bông, dê dù ta bông. Nắng ê. Hả? Nắng ê. Ê trời. Ê, nắng ê. Đây thì có trời đâu ha. Nghe gì? Ê trời, nắng ê. Đánh ngay nha. Coi côn này. Được kìa. Hay hay. Ôi, chạy chạy chạy. Chạy. Số 2 đang hoảng kìa. Đây anh ngồi đây này, anh ngồi đây, anh đứng đây, anh ngồi đây này. Đó, ngồi ở đây. Ôi. Ôi, tay lại nhê ghế anh ạ.
đầy rồi đấy. Đâu đi chứ. Đâu cái này là ga mảnh ấy. Đây này, thạt là đi đi đường trướng này. Cầu mơ lỡ mới mới nữa chứ. Chế độ con chùa này đi chậm này. Hả? Không lắp đấy để mà làm đấy. Đi ở trên đấy phải để chế độ này này, đi ở trên đường này không quay này. Ga lớn này, ga mạnh đấy. Đâu, để chế độ chạy nhanh nên là người ta ở quay thì ở trong máy này thôi. Để chậm à? Đó, chậm cốt lại mà. Chậm rồi, chậm rồi. Đấy, ga mạnh, cái này ga mạnh đấy. Vâng ạ. Lắp lắp cảng. Lắp lắp cảng vô luôn, lắp cảng. Hay à. Cái này cầu kỳ quá các bạn. Ê, cảm ơn ông Bê Sô là chú được. Cái búa đính ấy. Điều khiển bằng tay, búa nâng cái này nâng vào cho nó khỉ ấy em ạ. Cho nó vuông vào mới vuông. Để quay nữa này. Quay cho nó vuông vào, ai búa kia. Nè. Quay đi. Ngay à, hắn điều chỉnh bằng cái này cái mở ra mở vô. Càng đang để lạnh này. Càng đang để lạnh này, nó chưa anh hiểu. Cái này đều vặn ra rồi đun vô cả chứ cần chi phải nữa. Cái này cái càng này chưa xuống vào. Này anh ra được đâu đây. Phô ra. Phô ra. Ôi, chào Hoàng Đa để cái ly Ali. Thôi ngần mông. Cái này đấy. Bẩu lên đấy chứ. Nặng lên rồi. Này này, tới cái đấy, chỉnh cái đi cho lên ở dừa này, cái ở dừa này, cái dừa cho chọc vào dừa đi, đó. Mệt phết đấy các bạn. Âm thì ra một sườn và bắt tay lại nữa. Bé xin được bôi bố Anna. Ôi, Anna phải dân nào để bà gà nhá. Tây xa rùa. Tây xa rùa Anna để bà gà.
lo quieres, ¿eh? Dale, vamos a empezar lo quieres. ¿Ya? No, hoy sí, su fazenda. Fazenda, su. Ya, ya. Ờ, rồi, tao bỏ tao. Lê văn tao mày. À. Nào, ê. Ê, xí. Ê, xí nè. Ta lì thủ phiểu nè. Nào lì gãi á. Ô, lưu ta xa hiểu. Ta lì nhá. Ê, chỉ ra phải xa. Ê, kia xa tay xô. Ê, xí. Ê, xí đôi phiểu á, xí. Ờ. Tênh để cái lì đi củ. Ê, mê xô. Mê tê phiểu. Ào mê ta... Gasolio. Ờ. Ông meta gasolio đi củ. Đấy xí. Cái hai cái này lúc mà đang bấm bơm nhớt ấy. Anh để ý là anh có hai cái dây à? Cái lưới lưới cái ấy. Anh có hai cái dây. Cắm vô đây anh bơm nhớt. Bơm cái nhớt vô trong lưới ấy, bơm cái nhớt trong lưới luôn. À. Thằng này mới mớ đấy, anh cháy đấy. Đó này đóng đấy. Đây. Đó này đóng đấy.